bỏ cái vâng vâng đây bắt em đến mức là cái này nó này
có mà. Một tạ 5.000 chị ạ. Không hết được hai bó mía này đâu mà sợ phải tranh nhau. Em đem cái này đây này, đây này, đây 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 này, em ném nước bọt vào đây. Chị là em cắt tao còn cái mới sạc nước bọt đi. Đây rồi, đây này em ăn nước bọt ở đây. Đấy, đúng đây mình trong nước bọt. Chị này bốn cái này. Ăn mùa này ăn ngọt nó mới ngon. Này chưa kịp quay ra. Cái này bán này cây à hay thế nào? Bán nhiều loại. Ờ đúng rồi, bán nhiều loại. Đúng rồi. 5.000 một loạt. Đấy cho nó kia. Để cô vào cái. Đây đây của chị lấy ba tạ nào. Em bán đi luôn để vận cho người khác, chị không bao giờ ăn ham. Đây đây đây, thế này bỏ cái. Vâng vâng đây. Để bán cá cũng kêu. Ngang quay ba để ăn la. Đây chị bỏ lên. Đây chị ra đây. Ôi giời ơi. Cá đi để em trả tiền cho này này này. Nhớ ra giả 15.000 nhá. Đây người ta liếm nó bỏ về. Ra này. Em liếm một quả. Đây. Ba đoạn 15.000 đấy bà. Vâng. Thế không tính tiền lạt à? Không, tiền lạt miễn phí. Béo nó mới ngon em ơi. Không thật mà. Bà nhân ơi, béo đưa đây. Xong rồi dốc luôn ra ăn ở đấy. Nào ra mua mía nhanh lên không kẻo hết. Nhanh lên không kẻo hết, đúng rồi. Còn bằng này thì chị ăn cái gì? Cái này bằng này là sao mà nó có cơ với trong đất? Cơ tỏi là đi trồng nữa. Mát không? Em ơi chị, có mát được. Em đi trồng, chị ăn đối đoạn vâng. Thế thì hết rồi thì còn trồng cái gì? Ôi, cơ tỏi mố mắt cơ tỏi. Ừ. Mua rau à? Vâng. Ừ. Ông rau bắp cải ạ. Đi, bên này nó còn hơi non, sang bên này nhá. Vâng. Đấy bên này. Thế cô dẫn cháu đi nhé. Đi sang bên này. Mấy gốc ạ? 21 cây. 21 cây.
Cái này là mấy tháng lên trồng hả cô? Cái này hơn 1 tháng rồi. Thank you.
Ha ha ha.